phượng 19 hay là 21, cứ đã chưa để tâm làm chi. Chỉ cần em chơi bánh tốt, em lừa bánh và đi bánh, làm trái bóng như mua xiếc trước khung thành. Anh thật may mắn khi được trông thấy bóng đá đất nước thêm tài năng. Dù về thế về thành cha, em già hơn lúc mới ra, thì anh đây không quan tâm đâu cho qua. Em ơi cứ đá, em ơi hãy cứ đá, cho con tâm em sinh vô lúc 95 hay 93. Anh chờ đợi ngày ra sân sẽ xóa sạch mọi nghi vấn, vì tương lai anh tin em viết nên bao nhiêu giấc mơ. Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớ, đừng vào bóng con nghiêng của em ngày nào ở trên sông. Chắc ai đó sẽ sớm trả lời tôi, chắc mai mốt sẽ sớm yên bình thôi. Bật tivi thương em nước mắt rơi, anh vững tin. Anh thật may mắn khi được trông thấy bóng đá đất nước thêm tài năng. Em già hơn lúc mới ra, thì anh đây không quan tâm đâu cho qua. Em ơi cứ đá, em ơi hãy cứ đá, chưa quan tâm em sinh vô lúc 95 hay 93. Anh chờ đợi ngày ra sân sẽ xóa sạch mọi nghi vấn, và tương lai anh tin em biết nên bao nhiêu giấc mơ. Sẽ sớm yên bình thôi, bật tivi.